Trịnh Thăng Bình vạch rõ quan hệ với Hiền Hồ khi fan quay lưng. Trịnh Thăng Bình bất ngờ dính nghi vấn tình cảm với Hiền Hồ khi công khai bức hình ăn tối chung, tưởng chừng chỉ là dịp gặp gỡ bình thường giữa các nghệ sĩ. Thế nhưng nam ca sĩ phải đối mặt với bão dư luận. Trước sự việc trên, cả quản lý của Hiền Hồ và giọng ca sinh năm 1988 đều lên tiếng làm rõ. Trên trang cá nhân, Trịnh Thăng Bình đăng tải tâm thư dài để làm rõ mối quan hệ với chủ nhân bản viết Trần Người Thương cũng Hóa Người Dương. Nam ca sĩ khẳng định không có bất kỳ tình cảm nào với Hiền Hồ, chỉ là quan hệ đồng nghiệp trong sáng. Đồng thời, anh cũng cho biết mình làm nghề chân chính, có đạo đức và luôn giữ phẩm chất nghệ sĩ nên không lừa dối khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ, mình cũng là một người luôn cố gắng sống đạo đức và chuẩn mực, giữ gìn phẩm chất của một nghệ sĩ để luôn xứng đáng với sự yêu thương của khán giả trong ngần ấy năm. Mình cũng chưa bao giờ lừa dối khán giả của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thực sự, mình chưa bao giờ muốn cũng như thích chia sẻ về đời sống cá nhân của mình quá nhiều. Nhưng lần này mình phải lên tiếng rõ ràng, giữa mình và Hiền là mối quan hệ đồng nghiệp vô tư như bao bạn đồng nghiệp khác. Với những thông tin không đúng sự thật đang làm ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống cá nhân và công việc của mình. Mình cũng là một người luôn cố gắng sống đạo đức và chuẩn mực giữ gìn phẩm chất của một nghệ sĩ để luôn xứng đáng với sự yêu thương của khán giả trong ngần ấy năm. Mình cũng chưa bao giờ lừa dối khán giả của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và dù có chuyện tình cảm cá nhân, nếu có, mình sẽ nhận. Nhưng mình đã từng làm nhiều lần trước đó. Sau chuyện lần này, mình cũng thật sự buồn lòng khi lỡ vô tình làm khán giả của mình không vui hay thất vọng về mình. Mình nghĩ đây là một kinh nghiệm quý giá để mình phải cân nhắc nhiều hơn về những hành động của mình trong tương lai. Và mình luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp tốt cho sự nghiệp và hình ảnh của mình từ quý vị khán giả. Mình mong sau những lời chia sẻ rất thật và rõ ràng của mình, quý vị sẽ có một góc nhìn khác hơn về vấn đề này và mong mọi chuyện không đi quá xa theo những thông tin không đúng sự thật. Mình một lần nữa xin lỗi mọi người về những sự việc không thoải mái mà mình đã gây ra cho mọi người. Rất nhiều chi tiết tương tác thân mật, giọng ca 8X cũng lên tiếng giải thích và tiết lộ đồng ý dùng bữa tối chung vì quý mến quản lý của Hiền Hồ. Giọng ca đến từ thành phố Hồ Chí Minh viết, vì lý do thì mình rất quý bạn Đăng vì không ít lần bạn bày tỏ là fan lâu năm của mình và gần như thuộc hết toàn bộ ca khúc cũng như thời điểm ra mắt của từng ca khúc mà mình sáng tác. Trước đó, quản lý của Hiền Hồ cũng đã lên tiếng giải thích về câu chuyện dùng bữa tối của hai nghệ sĩ. Đây hoàn toàn là cuộc gặp gỡ giữa hai ekip và đồng nghiệp với nhau. Phía Hiền Hồ viết, cả hai bên đều suy nghĩ đơn thuần là hai ekip gặp nhau, đồng nghiệp gặp nhau đều rất vui cho tiết mục đó và thấy có sự tương đồng trong âm nhạc. Tuy nhiên, dù hai phía đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình ái, nhưng người hâm mộ vẫn không có động thái nguôi giận. Dưới bài đăng của Trịnh Thăng Bình, nhiều fan không ngần ngại để lại bình luận mỉa mai, cho rằng anh vì muốn bảo vệ bản thân mà phủ sạch mối quan hệ với đàn em. Chưa dừng lại tại đấy, cả hai tiếp tục nhận tin không vui khi đêm nhạc kết hợp tại Quảng Ninh vào ngày 22 tháng 4 bị hủy bỏ. Ban tổ chức chương trình đã đăng thông báo, hiện tại hai bên nghệ sĩ vẫn chưa ra bất kỳ phản hồi nào.